Giao tiếp, tôi sẽ chia sẻ bằng chủ đề các hình thức giao tiếp hay là phân loại giao tiếp đó bạn. Có một video nói phân loại giao tiếp, nhưng nay sẽ nói về hình thức giao tiếp thì nó cũng tương đối nó giống nhau. Có nơi gọi là phân loại, có nơi gọi là cái hình thức. Thì các bạn biết rồi, giao tiếp là cái giao tiếp trong xã hội loài người đó là nó thể hiện một cái đẳng cấp văn minh, mà nhất là cái sử dụng tiếng nói, con người sử dụng tiếng nói các bạn, thì đó là biểu hiện cái sự văn minh của con người, cái sự thông minh của con người. Thì có nhiều hình thức khác nhau giao tiếp mà chúng ta sử dụng để truyền đạt thông tin, ý kiến và cảm xúc. Thì hình thức giao tiếp chính gồm có nè: giao tiếp bằng lời nói, giao tiếp bằng cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể, giao tiếp bằng văn bản, giao tiếp bằng hình ảnh và biểu đồ. Thì các bạn biết rồi, giao tiếp bằng lời nói là một hình thức chính để truyền đạt ý kiến và ý tưởng. Thì từ ngàn xưa các bạn, khi mà bắt đầu con người đã sống cộng đồng giao tiếp, thì cái lời nói chính thức được sử dụng để hiểu nhau, để trao đổi, để thương lượng, để chia sẻ, vân vân. Thì trên thế giới thì mỗi quốc gia có một loại tiếng nói khác nhau, thì và chữ viết khác nhau, chữ viết nó cũng là một hình thức giao tiếp các bạn. Thì ví như là các nước Đông Á, các nước châu Á, các nước châu Âu, các nước châu Mỹ, thì có một số nước là dùng một tiếng nói của nước khác. Ví dụ như là Canada là sử dụng nhiều ngôn ngữ của các nước khác, cái ngôn ngữ bản địa thì nó không có phổ biến, đúng không ạ? Cái thứ hai là giao tiếp bằng cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể đó, rất quan trọng trong việc truyền đạt cảm xúc và ý nghĩa. Ví dụ như bạn thấy là cái người Tây phương, người Mỹ là nói chuyện người ta hay nhún vai, hay thọc tay vào túi quần đó, và nhất là cái khác biệt là cái nhún vai đó, bạn nhún vai. Người châu Á mình, người Việt Nam mình ít sử dụng cái nhún vai. Và ngoài ra, ngoài cái cử chỉ hình thể thì người ta còn lắc đầu nè, rồi gật đầu, rồi nheo mắt, rồi múa tay, vỗ tay, lắc tay đó. Thì đó là những cái gọi là giao tiếp bằng cử chỉ và cơ thể. Thì hoặc là có thể nhìn thẳng vào đối tác, mỉm cười, hoặc sử dụng cử chỉ để thể hiện ý tưởng, hoặc có khi là như lúc mà giận dữ là chỉ vào mặt người khác đó. Hoặc là dùng tay chân đụng chạm cơ thể người khác, như bắt tay, hoặc là hôn, hoặc là cầm tay hôn, hoặc là ôm. Đó thì đó là dùng cái gọi là giao tiếp bằng cái cử chỉ hình thể. Rồi giao tiếp bằng văn bản như đó là email nè, rồi tin nhắn nè, thư từ, rất phổ biến trong thời đại công nghệ hiện đại. Thì hiện nay đó các bạn, trong giao tiếp thì người ta sử dụng bằng văn bản giấy, và đồng song hành nó là văn bản điện tử. Thì văn bản điện tử là gửi qua email, qua Zalo, qua Facebook, hoặc là các hình thức khác, các trang mạng xã hội khác. Còn văn bản giấy á, thì người ta có thể gửi bằng bưu điện, gửi những cái, hoặc là trong cái soạn thảo văn bản đó, thì văn bản đến, văn bản đi, văn bản nội bộ, văn bản mật đó. Thì đó là những loại văn bản. Rồi cuối cùng giao tiếp bằng hình ảnh và biểu đồ cũng là đóng vai trò quan trọng trong cái việc truyền đạt thông tin phức tạp một cách dễ dàng. Thì các biểu đồ này, sơ đồ này, hình ảnh này được sử dụng trong các báo cáo và trình bày để truyền đạt dữ liệu một cách trực quan và rõ ràng. Ví dụ như công ty tổ chức hội nghị tổng kết hoặc là chuyên đề, thì người ta sử dụng hình ảnh, sử dụng video. Thì như ngày nay đó bạn, như như tôi đã đang sử dụng kênh YouTube và TikTok để mà giao tiếp với các bạn đó, mặc dù nó không trực tiếp, đó cũng là một hình thức giao tiếp. Rồi người ta sử dụng những hình ảnh,
để mà minh họa cho cái lời thuyết minh của bài báo cáo, cái lời thuyết trình để mà người ta nó hiểu nhiều hơn. Thì như vậy đó, các hình thức giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong việc cuộc sống của chúng ta, và tất cả đều có vai trò riêng trong việc truyền đạt cái nghĩa, dòng tin, thông tin và cảm xúc. Thì khi mà biết được những cái hình thức hay là phân loại cái giao tiếp đó, thì bạn tùy theo cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái bối cảnh, như giao tiếp cá nhân thì chúng ta bằng dùng lời nói và cử chỉ hình thể, ngôn ngữ hình thể. Còn nếu giao tiếp gián tiếp, giao tiếp những cái đơn vị ở xa, ví dụ như ở Hà Nội, ở nước ngoài, thì chúng ta dùng email, Zalo, hoặc là chúng ta gửi thư bằng giấy, gửi thư bằng giấy đó. Thì hoặc là những tổ chức hội nghị hội thảo thì sử dụng cái video hình ảnh. Thì trên đây là một số hình thức mà về giao tiếp mà bạn lựa chọn để ứng dụng trong cái hoạt động của mình phù hợp và hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Cảm ơn các bạn.